Du Thiên muốn làm lại răng hàm mặt khi gã kèo solo 1-1 với Duy Nhất, nhà vô địch Muay Thái. Mới đây, sau khi bị bùng kèo tay đôi tại Hà Nội, Du Thiên bỗng hóa buồn rầu. Và trong nỗi buồn ấy, nam ca sĩ đã quyết định gã kèo Nguyễn Trần Duy Nhất, nhà vô địch Muay Thái. Thậm chí, Du Thiên còn bảo Duy Nhất nhẹ tay một chút. Bên dưới bình luận gà kèo, Duy Nhất đã đáp lại hẹn Du Thiên ở Phú Quốc ngày 26 tháng 11 cho màn tỷ thí đầy hoành tráng. Được biết, Nguyễn Trần Duy Nhất có danh hiệu khá là giống tên của anh, là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay liên tiếp 7 lần giành đai vô địch Muay Thái thế giới. Du Thiên được đãi buffet thay nguyên hàng tiền đạo. Du Thiên kèo này chỉ có mà về khóc với Đạt Villa 1-1, chứ không lẽ hội đồng cha nội. Còn các bạn nghĩ sao về động thái gà kèo giải sầu này của Du Thiên? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.